Vâng, chuẩn bị cho chung kết nào. 30 ra của Teo. Đây rồi, cắt cái cầu cho Son rồi. Vâng, Min Pan Pan Sen. Vâng rồi, Teo đang có một bài cầm Parmesan và có vòi đây rồi. Đội bạn này Pan Sen chung kết có hiệu luôn. So, một bài đôi vòi bày hiệu về nhà rất sớm. Bài 4 vòi của Minh Hoàng. Vâng, đây sẽ là vị trí bật đặt BS đầu của game thủ Alonso. Tiếp một bài hiệu 5, một voi. Dừng là dừng thông. Vâng, và màu 3 này, màu 3 là U96 là người cầm Parmesan này. Vâng, cố gắng đẩy đủ bài hiệu 5 về. Rất nhiều rừng. Có bãi quả ở phía trên với khả năng ăn chanh là có vì màu 3 ngay cạnh nữa luôn. Thêm 7 hiệu nữa như vậy bài của Parmesan đã đủ. Báo về là màu 4 thì hướng 12 giờ. Màu 3 thì nằm ở trách hướng 3 giờ xuống là 4 giờ đấy. Bài Min rất nhiều đồ lùa về. Và có bãi quả. Bài Min là bài 5 voi, một bài hiêu, mắc binh. Giá như chia sẻ bớt cho Tễu bên kia 1-2 con voi thì tươi. Bài thì cần tầm khoảng bài 3 voi thôi vì có cả quả ở bên ngoài nữa. Còn đâu thì cho Tễu 2 con. Vâng, đây là một tình huống đặt BG ăn quả 5 cây của game thủ Alonso. Tễu bên này đúng là bần cùng sinh đạo tặc, ăn cả sư tử. Không biết là con xe giò đấy đã phát hiện ở nhà ông ta đấy chưa, khả năng phát hiện cao rồi. Vâng, Pan ở trong hướng 3 giờ. Bãi quả phía ngoài thì khả năng 3-1-1. Pan của 3 tìm thấy rồi, nhưng không đi đẩy dân ra để ăn. Không thể nào đẩy dân ra ăn. Bãi vàng chúng ta thậm chí là đang có hai bãi vàng. Tôi không ứng mắt lắm cái bãi vàng này thì phải chặt gỗ đi. Còn cái bãi vàng bên kia thì nếu mà chui vào đấy mà khi mà cung R người ta đẩy thì có là tím luôn. Khi mà cung R của đội bạn đẩy thì tới bãi vàng gần như là tím. Okay.
Vâng, 2L đang đóng ngay trước mặt nhà của Babiran. Vâng, bãi quả phụ của Pan ngay trước mặt bãi quả chính mà không thèm ăn, không cho đóng xong. Úi xuống, bãi Pan 2 quả phụ. Hai Pan 2 quả phụ. Vâng, Pan này thì Pan bắt đầu khả năng yếu dần hơn so với Babiran của Tễu. Chúng ta là 2L còn Pan của màu 3 của 96 chỉ là 1L. Chém chết Pan. Vâng, đẩy 2L đều đi luôn vào khoanh ruộng của Babiran. Để không cho Pan có thể ra được những nhà. Ơ kìa kìa kìa, ruộng hở kìa. Băm, gỗ hở luôn này. Sô thằng này 34. Có một con lạc đà màu 3 ấy thôi, băm luôn đi. Tạm lại 24 của Ron Tễu. Vâng, màu 3 này mà màu 3 này mà dò được cái bãi quả ngay trước mặt thì khỏe hơn. Ăn chanh chúng ta là chúng ta là tím. May quá. Đội bạn có lẽ thời điểm đầu đủ đồ nó không dò thêm. Màu 3 này khả năng hết luôn, tơ này là fit luôn đây này. Cố lên nào. Vâng, bên này thì show tham lai vẫn là 39. Tham lai vẫn là 39 dành cho game thủ Ronald Tễu. Vâng, Seng Pan với chúng tôi này. Phá BS chạy khi nông dân không bánh xe thì phá làm cái gì trong trường hợp này? Nếu là tôi sẽ không bao giờ tôi phá BS. Thì phá hay không thì nó vẫn thế, đốt lờ nó đi. Vất hai bao lạc đà đến đốt lờ. Bên kia thì Alonso tham lai là 40. Seng đánh cung hả show? Cung bắt đầu đẩy. Đánh thủ thôi rồi, bắt hết cái cung đầu của nó. Đừng để mất tham ảo là được. Tễu cẩn thận nha, đang có tên cung R giữa hai nhà và đang hướng di chuyển xuống nhà Tễu đấy. Tễu chưa bánh xe à? Đốt hết L đi. Rồi ok. Chém hết móng ruộng của Babiran. Cái nhà mà lúc nãy nó định đóng phía trên là nhà gì ấy Tễu? Cái nhà nó. Cái L định hay ở đây. Để Tễu tự về, đà Pan mà. Thằng màu 3 nó còn có mốc con lạc đà, con ngựa gió, thôi bắt nốt đi. Bắt nốt đi còn gì nữa. Nó lại chạy vòng xuống nhà Tễu nhà, con lạc đà với con ngựa gió. Tham lai 23, to khỏe lên. Chúng ta sẽ tụ quân và đẩy thẳng lên nhà Seng. Áp lực dần để tránh tình trạng Seng chuyển cung A. Này một tôi cung R to này, Tễu này nhìn này. Đây nhìn này Tễu này. Cung R giáp mấy rồi xôi. Bỏ nhà đi. Lạc đà mình áp sát thủ rồi. Bắt luôn. Bắt dắt kìa. Băm. Vâng, đẩy tiếp ông ba luôn. Đẩy tiếp vào nhá. Đừng có ông nào dừng lại đấy, một ông vào lao vào là chết luôn đấy. Nó bò nhà vào nghe thôi. Không, nhà này còn nhà toàn nhà cứng.
Vâng, anh em phải bám sát nhau vào. Bảo rồi, anh em bám sát nhau vào, theo cung rờ nhau, à theo lạc đà nhau. Sau đó tiếp tục đẩy thêm quân lên, bắt gọn luôn tôi lạc đà của Seng. Vâng, Seng ban với chúng tôi à. Seng ban với chúng tôi à. Lạc đà lại dắt tiếp kìa. Con ngựa giò sao mày ngu thế à trời. Đen bỏ luôn đi bây giờ đấy. Vậy, cứ thằng nào ngu là phải giết. Thế nó mới sợ. 3L. Nhà nó khủng quá nhờ. Khả năng phải chuyển A đấy nha mình nhá. Khả năng mình phải chuyển A thôi. Về rồi, về rồi, không còn ở đấy đâu. Còn tầm khoảng 6 con lạc đà thôi. Bắt hết lạc đà phía ngoài. Vâng, vừa kéo thêm 3 con nữa lên. Ăn tươi với ăn tươi, ăn hết sạch luôn đấy. Thế ô sẽ đi vòng lên lên vòng bên trên xem có địa điểm yếu nào không. Không, rừng dừa đẹp thế rồi. Chuyển A đi, chuyển A đi. Nếu cần đồ thì bơm đồ luôn. U96 còn tham tầm tắc tầm tầm 2 thôi. Một con ngựa giò, con lạc đà. Tầm tham đấy. Nâng đầu, nâng chặt gỗ chưa? Nâng cho to khỏe lên. Tầm này xin ngựa giò làm cái gì nữa? Bỏ con giò đi. Ngựa giò tầm này giò gì? Phí á. Ui, bắt cái gì đó. Lạc đà mình đông như thế này sợ gì. Nâng nâng cấp mắc công nghệ đào vàng chặt gỗ lên. Lạc đà mình hai nhà cứ tính theo vốc, cái này sợ gì. Để ông chủ động đứng lạc đà giữa cao lên. Đấy, đứng cao lên. Sóc mạnh dân một tơn. Sóc mạnh dân một tơn nhá. Rồi, thoải mái đi. Đứng đấy thôi, đứng đấy thôi, đứng đấy thôi. Tầm đấy là đẹp đấy, hướng đi quân của nó đấy. Gặp kìa, xô kìa. Tếu báo về đang trận đầu. Cứ lao lên, tếu trận đầu rồi. Băm luôn tuần này đi, băm, bắt. Vé vào, hết go, bực thấp. Nó lại cái khe cũ. Nó lại khe cũ kìa. Vâng, vé, bắt. Ui giời ơi, cũng rờ này. Rồi. Siêng ban với chúng tôi này. Siêng ban này. Vâng, hay quá. Tỷ số là 3-2. Siêng